Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mac Money Online của mình để cập nhật thêm những cái trang web mà trả tiền uy tín bền vững. Kiếm tiền trên mạng không khó, nhưng mà cái khó là kiếm nhiều tiền. Và vì vậy các bạn đừng nôn nóng nhé, hãy phải kiên trì mới được. Và hôm nay tiếp tục theo như thường lệ, mình sẽ giới thiệu một cái trang web và là một cái tin vui, một cái trang web mà nổi đình nổi đám trước đó. Các bạn nghĩ rằng nó đã sập đổ rồi, nhưng mà bây giờ thì nó đã quay trở lại với cái hình dạng nâng cấp rất là đẹp mắt và rất là hay. Đó là trang sara.td. Cái link trang web mình để dưới video này. Và các bạn nào đã có cái tài khoản của trang này rồi thì có thể phục hồi lại. Nhưng mà tất cả những cái số tiền lúc trước các bạn có trong đó thì sẽ trở về số 0. Và tất cả các cái rep của các bạn thì sẽ mất hết. Cho nên nếu được thì các bạn hãy đăng ký dưới link của mình. Mình sẽ rep back lại toàn bộ cho tất cả các bạn cùng tham gia. Và bây giờ thì nếu các bạn muốn phục hồi lại cái tài khoản của mình thì các bạn nhấn vào phần đăng nhập ở phía góc trên bên phải màn hình. Các bạn điền vào cái email lúc đó các bạn đăng nhập và mật khẩu. Các bạn cứ nhấn đăng nhập bình thường. Thì sau đó các bạn sẽ hiện ra thông báo. Thì sẽ thấy cái trang thông báo rằng các bạn muốn khôi phục mật khẩu. Thì nhấn vào cái banner màu đỏ, nút vàng. Thì một cái màn hình mới sẽ hiện ra, màn hình khôi phục tài khoản cho các bạn. Các bạn nhớ rằng khi khôi phục tài khoản thì tất cả những cái số tiền các bạn kiếm trước đó đều trở về số 0, đều sẽ reset lại và tất cả các rep của bạn sẽ mất hết. Cho nên các bạn có thể khôi phục hoặc là các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản mới dưới link ghép của mình. Các bạn muốn khôi phục mật khẩu thì các bạn phải điền cái email của các bạn đăng ký và điền cái tên đăng nhập của các bạn. Sau đó các bạn nhấn vào phục hồi. Thì sẽ có một cái email mà gửi vào cho các bạn để phục hồi lại. Trong đó nó có chứa cái mật khẩu cho các bạn. Các bạn nếu mà trong cái hộp thư chính không có thì các bạn vào cái mục spam nghe các bạn. Đây, như các bạn thấy, Sara.td đã gửi một cái email của mình, trong đó có chứa tên và cái mật khẩu của mình, mật khẩu mới để đăng nhập vào trang nâng cấp. Tại đây thì mình tạm dừng, sẽ không cho các bạn xem mật khẩu được. Xin lỗi nhé. Và sau khi các bạn đã có được cái mật khẩu mà trang Sara gửi về cho các bạn thì các bạn vào phần đăng nhập, các bạn nhấn đăng nhập lại bình thường. Và cái biểu mẫu của trang mới hoàn toàn rất là đẹp mắt. Như các bạn thấy, bên phần bên trái đó là những cái thư mục và vẫn có mục tiền thưởng hàng ngày. Ngoài ra thì ngân hàng nó cũng sắp tạo giống như cái trang Monitop chẳng hạn. Và ngoài ra có phần lướt quảng cáo nữa. Bây giờ đầu tiên mình sẽ vào cái phần mà cần cẩu, tức là phần tiền thưởng sau mỗi giờ giống như lúc trước. Đây, các bạn thấy rằng nó có rất là nhiều mục. Ví dụ như đối với thành viên thường á
thì chưa bổ sung gì á thì tiền thưởng mỗi giờ là từ 0,2 đến 0,25 gấp. Còn nếu mà bổ sung vào đầu tư vào từ 50 đến 500 gấp thì tiền thưởng là 0,25 đến 0,35 gấp một giờ. Hoặc là nếu đầu tư từ 500 đến 2.000 gấp á, thì tiền thưởng từ 0,3 đến 0,4 một giờ. 2.000 gấp trở lên thì tiền thưởng là 0,4 đến 0,5 gấp một giờ. Cho nên cái này các bạn có thể cân nhắc sau khi Trang mà mở cái ngân hàng này ra thì các bạn có thể đầu tư vào và cái số tiền thưởng của các bạn sẽ tăng lên. Để các bạn có thể nhận thưởng hàng giờ thì các bạn sẽ nhấn vào một cái khoảng trống như thế này. Ở phía dưới cái dòng để nhận được tiền thưởng, nhấn vào bất kỳ biểu ngữ dưới đây thì các bạn thấy có cái dòng tay chỉ ở phía dưới, các bạn cứ nhấn vào thì một mã xác nhận sẽ hiện ra. Các bạn cứ điền vào mã và nhận tiền thưởng mà thôi. Và một giờ các bạn có thể kiếm miễn phí từ 0,2 đến 0,25 gấp, tức là trong vòng một ngày các bạn có thể kiếm được các bạn ít nhất có thể lít 12 lần và kiếm khoảng 3 gấp là chuyện bình thường từ cái phần nhận tiền thưởng thôi. Nó rất là hấp dẫn. Các bạn nhấn vào nhận tiền thưởng. Tuy là nó đã sửa chữa trở lại nhưng mà đôi khi nó cũng bị ao ra ngoài nghe các bạn, cho nên hãy chờ đợi. Mình đã nhận được cái số tiền thưởng tối đa là 0,25 gấp nè. Và cái phần thứ hai là phần lướt, tức là phần lít xem quảng cáo để kiếm tiền. Cái trang này thì rất là hấp dẫn còn hơn trang Acor nữa. Tại tổng cái số tiền những cái trang quảng cáo mà nó đề lên rất là cao, có khi đến 0,07 gấp. Và nếu các bạn bỏ qua trang này thì thật là tiếc. Các bạn hãy click vào link của mình và để đăng ký tham gia trang này và mình sẽ ghép bách lại hoàn toàn cho các bạn. Ví dụ như mình sẽ click vào cái quảng cáo 0,038 gấp này đi. Nó không phải là có một cái quảng cáo giá trị cao mà nó có rất là nhiều quảng cáo giá trị cao. Các bạn hãy tham gia ngay từ đầu. Tại vì nhiều khi sau này nó sẽ điều chỉnh giá xuống rất là thấp. Giống như là những cái trang như Monitop hoặc là những trang khác nó cũng đã điều chỉnh cái giá mức quảng cáo xuống và cái tiền lãi ngân hàng xuống thấp để nó duy trì lâu dài. Cho nên là mình càng tham gia sớm và mình càng lít nhiều thì càng tốt. Một ngày các bạn cộng thêm cái phần lít quảng cáo này nữa thì có thể kiếm được khoảng 5 gấp. Mà cái min phay của trang này chỉ có 15 gấp mà thôi. Trước đó thì nó đòi 30 gấp. Các bạn thấy hình ảnh xác thực bằng ngôi sao, đếm số ngôi sao. Đó, như vậy là xong rồi. Nếu mà các bạn click vào cái trang mà 0,07 gấp đó, thì thời gian nó sẽ chạy lâu hơn. Tới 100 giây lận, các bạn có thể để nó qua một bên và mình sẽ giới thiệu thêm cái phần bài tập, phần thư, phần bài tập tức là những cái nhiệm vụ đó. Thư thì nó đang hoàn thành, cho nên ít nhiều nó vẫn chưa có hoàn thành xong tất cả. Phần này thì trước mắt là mình sẽ thấy phần cái tiền thưởng hàng ngày, tiền thưởng hàng giờ luôn và cái phần mà lướt quảng cáo để kiếm tiền rất là cao giá. Rất là nhiều trang, rất là nhiều trang. Các bạn lít bao nhiêu đây thôi thì cũng đã kiếm được một group rồi. Và mình quay lại. Thì cái trang này nó sẽ không cho các bạn di chuyển qua khỏi cái màn hình của quảng cáo, tức là active window. Cho nên là các bạn phải giữ ở cái trang quảng cáo thôi, các bạn muốn làm gì trong thời gian đó cũng được. Nhưng mà các bạn cứ mở màn hình quảng cáo lên như vậy. Đây là một trang trả tiền rất là uy tín từ lúc trước cho đến bây giờ thì các bạn nên chơi ngay và kiếm tiền thật là sớm. Trang này là một trong những trang cùng với trang Acor là những trang mà trả tiền lít xem quảng cáo khá là cao, cao rất là nhiều. Vậy là mình đã giới thiệu thêm cho một cái bạn một cái trang web rất là đáng chơi. Và sau khi nếu mà có những cái phần mà đầu tư thì trang này là một trang đáng xem xét. Trước mắt các bạn cứ chơi free dưới link của mình.
Hãy đăng ký kênh YouTube của mình để được cập nhật những cái trang web mới hàng ngày và trả tiền uy tín bền vững. Các bạn nếu thích nội dung này thì hãy like và share cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.